nước nó dâng lên là nó dâng nước phèn lên và mưa nó bị thực phèn. Thì khi mình kiểm tra như vậy thì mình phải kiểm tra lại cái nguồn nước của mình. Và hồi trước mùa mưa mình đã có tưới cái bộ hoàng thiên long chưa? Hoặc là mình đã có đi vôi hoặc là lân chưa để cho nó dặn cái thằng phèn xuống. Cái vàng vàng lá gì nè. Cái màu này nè chú, đây là cái màu lá mà mình kiểm tra cái vườn của mình á, mình kiểm tra nó rất là dễ. Cái màu lá mà nó vàng nó gực từ ở ngoài cái đầu gà đầu lá vô vậy nè, cái màu này là biểu hiện của cây của mình nó bị nhiễm phèn. Cái bộ rễ mà nó ra hoặc là cho nước mưa mưa bắt đầu nó hực phèn lên, nước nó dâng lên là nó dâng nước phèn lên và mưa nó bị hực phèn. Thì khi mình kiểm tra như vậy thì mình phải kiểm tra lại cái nguồn nước của mình. Và hồi trước mùa mưa mình đã có tưới cái bộ hoàng thiên long chưa, hoặc là mình đã có đi vôi hoặc là lân chưa để cho nó dặn cái thằng phèn xuống. Thì cái cây của mình đầu mùa mưa vô nó sẽ không có bị phèn, phèn nó xì lên. Cái thứ hai nữa là mưa, trong nước mưa là nó có hàm lượng axit rất là cao, mà đầu mùa mình phải làm cho mùa cái bộ rễ của mình á nó phải thật là khỏe, nó mới lướt qua được cái tình trạng là hàm lượng mưa axit xuống nó sẽ làm trái và quéo rễ của mình. Thì mình ngừa cho cái bộ rễ của mình nó khỏe thì trong mùa mưa cái cây của mình nó sẽ không có bị xì. Còn cái biểu hiện này là cái biểu hiện của cái lá của mình nó đang bị nhiễm phèn. Đất của mình ở đây là bị phèn. Rồi là nó bị ảnh hưởng tới cái phần bộ rễ của mình. Rễ của mình nó ra đi đâu, nó chạm phèn đi đó là nó sẽ bị quéo và nó ảnh hưởng tới bộ lá. Nó hút phèn lên là nó làm cho gực lá, đổ lá như thế này. Còn một số vườn á, thì bị đổ lá do trường hợp là cái cây của mình là nó bị ảnh hưởng mưa axit, nó gực lá, nó thay những cái lá vàng, lá trưng ở trong thôi. Còn như cái màu này là biểu hiện của cái lá của mình nó đang bị nhiễm phèn. Thì cái cách để mình xử lý mà cho cái cây mình phục hồi trở lại á, thì ở đây thì trước tiên là mình phải xới cái gốc lên. Cái đầu tiên là mình sẽ tưới giùm con là cái thằng thằng sấm tiêu diệt kiến trùng và nấm khuẩn ở trong đất trước. Sau đó chú quay trở lại là chú tưới giùm con là cái bộ ba hoàng thiên long này nè. Thì bây giờ vườn mình sẽ lấy cho giùm con là hai bộ, mình tưới cho nó hết hai bộ này thôi là được. Rồi bắt đầu mình sẽ quay trở lại là tưới cái bộ siêu dưỡng cây và mình gãy hắc kim trở lại bình thường. Thì cái bộ ba hoàng thiên long này nó có công dụng là nó cân bằng pH, cải tạo đất, giúp cho bộ rễ phát triển mạnh, phục hồi cây si. Đó là cây của mình nó đang bị si là do bị nhiễm phèn đó. Thì chú phục hồi lại giùm con là cái bộ hoàng thiên long này để giúp cho cái cây mình nó phát triển được tốt hơn. Ở bên trên đó thì hiện giờ là những cái lá gực phèn như thế này. Thì mình xịt giùm con là cái cửa siêu giáp đi để cho nó khống chế lại như cái hàm lượng phèn ở trên cái lá. Như cái lá này thì chú xịt siêu giáp lên là nó sẽ đứng lại, nó không có bị cháy lây lan thêm nữa. Rồi nó giữ lại những cái lá này, những lá này. Còn những cái lá mà đang bị bệnh nặng, nó đang cháy như cái lá này á, thì nó sẽ rụng xuống hết, nó thay lại bộ lá mới cho mình. Thì con sẽ hướng dẫn cho mình là từng cái bước. Thứ nhất là đưa giùm anh cái chai siêu giáp em. Ô thằng sấm. Cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ xới lên hết, xới toàn bộ cái mặt mô này, cái chân mô lên là để làm cho cái mô của mình thông thoáng nè. Hiện trước giờ á, là cái mô của mình khi mà mình lên á là mình chưa có xới nó lần nào. Cái phần chân mô thì mình quạt mai là mình có xới, còn cái phần ở dưới này là mình chưa có xới. Là khi mà mình tưới cái bét này nè, bắt đầu nó chập vô, nó làm cho cái đất của mình nó nở ra, nó rất là dễ bị lèn áo cái mặt hồ ở trên cái phần ở dưới cái phần chân mô, thì nó sẽ làm cho cái bộ rễ của mình nó bị ngọt, nó không phát triển được cái bộ rễ ra ngoài. Thì về cái bước đầu tiên khi mình đi vô cái liệu trình là mình tỉ cho cái cây của mình nó đang bị nhiễm phèn, thì chú xới lên hết giùm cho con. Bắt đầu là mình sẽ tưới cái thằng thằn sấm để tiêu diệt tiến trùng và nấm khuẩn ở trong đất trước. Sau đó khi mà mình tưới thằn sấm á, là được là 3 ngày thì mình sẽ quay trở lại mình tưới giùm con cái bộ hoàng thiên long. Mà khi mình xới lên mình tưới thằn sấm tiêu diệt tiến trùng này thì mình tưới rồi, qua ngày hôm sau mình tưới xả lại một cái là mình ngưng nước giùm con. Đối với cây mít thì mình ngưng cho nó một tối đa 2 ngày thôi, không ngưng lâu, tại vì cây của mình là bộ rễ cây mình nó còn nhỏ, cái nó chưa phát triển mạnh ra ngoài đó, nên nó chưa có tìm được cái nguồn nước ở bên ngoài, thì mình ngưng cho nó tầm khoảng 2 ngày thôi là bắt đầu mình quay trở lại là mình tưới nước lại, rồi mình tưới cái bộ hoàng thiên long giùm cho con. Thì khi mình tưới thằn sấm được 2 ngày mình quay trở lại là chú tưới giùm con là cái bộ ba hoàng thiên long này. Thì đây nó gồm bộ ba hoàng thiên long, một cái can hoàng thiên long 5 lít cộng chung với là hai hũ Mirogico và hai cái gói hung bích Hoa Kỳ. Thì trên cái vườn mình cái hàm lượng phèn nó rất là cao, thì chú pha với cái bộ ba này chú pha giùm con là cái hàm lượng là 4.000 lít nước. À, chú tưới giùm con là mỗi một gốc này từ 5 cho tới 10 lít, tưới càng rộng ra ngoài càng tốt để tạo điều kiện cho cái bộ rễ của mình nó phát triển ra ngoài. Nó vừa hạ phèn, nó vừa cân bằng pH,
nó vừa kích thích cái bộ rễ mình phát triển mạnh và nó có đầy đủ các dưỡng chất để nó nuôi cái cây mình luôn. Thì khi mình tưới cái bộ Hoàng Thiên Long này thì mình sẽ không cần phải gãy vôi hoặc là lân cho cái cây của mình vào đầu mùa mưa. Thì khi mình chú gãy vôi hoặc lân, nó chỉ có công dụng là hạ phèn thôi, nó không có công dụng là nó kích thích bộ rễ và nó dưỡng cây của mình. Còn cái bộ bao Hoàng Thiên Long này nó có đầy đủ dưỡng chất luôn, mà nó vừa cải tạo đất cho mình nó tốt hơn. Thì cái thời gian mà cái cây của mình phục hồi á, cái cây của mình nó đang bị đỏ lá như thế này cho phèn, thì chú tưới liên tục giùm con từ 7 tới 10 ngày chú tưới liên con một lần, mà nên 7 ngày đi mình tưới để cho nó kích thích cái bộ rễ cây của mình nó phát triển mạnh trở lại. Chứ để mưa dầm xuống là mai mốt tới mưa, đang nắng nè, hổng ngày đang nắng mưa đổi nắng cái đầu ổng quay trở lại ổng mưa cái nữa là bộ rễ của mình nó sẽ yếu, là yếu luôn. Thì như vậy là mình tưới đều quá luôn hả ta? Dạ mình tưới bị... mình tưới ngừa là mình tưới toàn vườn luôn, chứ không phải là mình tưới chỉ có cây bệnh không, mà những cái cây bệnh của mình á, những cây mà bệnh nặng nó trái nặng là cái bộ rễ nó yếu thì mình tưới nhạt hơn, kiểu như mình là mình sẽ chăm sóc đặc biệt cho cái cây của mình, những cái cây bị suy yếu như thế này hơn. Như cái cây này nó đang bị vàng, nó bị do nhiễm phèn nặng, còn cái cây kế bên mình là như cái cây đó, như cái cây đó thì nó không bị, nó chưa có bị, thì mình tưới dẫn tưới 5 cho tới 7 ngày mình tưới một lần. 7 ngày mình tưới một lần đi, thằng này thì 5 ngày nè. Mình đi chăm sóc theo kiểu đặc biệt cho nó để cho nó giúp nó phát triển nhanh cái bộ rễ là trở lại. Nó cân bằng cái dinh dưỡng thì nó cây của mình nó sẽ phát triển trở lại. Rồi sau khi mà chú xịt tưới cái hàng Hoàng Thiên Long ở dưới gốc, ở bên trên thì mình xịt, chú xịt là cái siêu giáp mà cho nó rụng hết mấy cái lá bệnh này ra rồi. Rụng thay hết mấy cái lá bệnh này xuống thì mình quay trở lại chú xịt giùm con là cái bộ ba. Cái bộ ba dưỡng đọt. Cái này phải ghi lại mới được. Dạ một hồi con sẽ gửi nguyên một cái nguyên liệu trình là để phục hồi cái cây của mình. Thì con gửi qua cho chú. Rồi ở đây thì con sẽ hướng dẫn trước cho mình là cái mặt kiến thiết để phục hồi cái cây. Thì sau khi mình xịt cái thằng siêu áo giáp cho những cái lá bệnh, khống chế lá bệnh xong rồi nó rụng xuống hết, thì mình quay trở lại là chú xịt giùm con là cái chai siêu amino sinh học này, kết hợp chung cái chai rồng xanh kéo đọt và cái chai rồ cơm bi tàu đỏ. Nó để khi mà mình xịt lên, mình xịt cái bộ ba dưỡng đọt này lên, nó sẽ như những cái lá bệnh này nó rụng xuống hết nè. Đây, như những cái lá bệnh này rụng xuống hết. Thì khi mà chú xịt cái bộ ba dưỡng đọt nó lên, nó sẽ kích thích, nó bật chồi cho những cái chồi nách trong này, nó sẽ bật chồi nó ra lại cái bộ lá lại cho cái cây của mình. Mà khi cái cây của mình mà nó phủ lại được cái bộ lá mới thì cái khả năng quang hợp nó mới tốt. Nó phục hồi cây và nó hút thúc đẩy cái quá trình sinh trưởng lên, nó nuôi cái cây của mình. Cây nó phải đủ lá, đặc biệt là cái phần bộ rễ chú phải cho nó thật là khỏe thì nó mới đưa cái dinh dưỡng lên cho cái bộ lá của mình. Bộ lá của mình thì từ gốc tới ngọn thì lúc nào nó khỏe thì cây của mình nó sẽ phát triển tốt. Như chú đang thấy nè, nó vừa bị điếc đọt, nó nhiễm phèn là nó làm cho cái lá của mình nó đỏ như thế này. Rồi cái đầu đọt của mình nó cũng sẽ bị điếc, nó bị chai lại luôn, nó đứng lại luôn, nó không phát triển được. Chú dễ nhìn thấy lắm, cái đọt của nó điếc nó đen như vậy nè, kia là bị điếc đọt. Là cây bộ rễ ở dưới nó đã bị nhiễm phèn và bộ rễ cây của mình đã bị yếu rồi. Nó mới dẫn lên tình trạng ở trên thân, trên lá nó như vậy. Nó thì mình phục hồi bằng cách là tưới cái thằng thần sấm tiêu diệt liên tục trước. Sau đó thì mình sẽ tưới cái Hoàng Thiên Long để phục hồi bộ rễ. Ở bên trên thì chú xịt giùm con là siêu giáp để cho khống chế lá bệnh lại hết. Rồi là mình mới đi cái bộ dinh dưỡng cho cái cây của mình nó đi lại cái cơ độc mới. Thì cái thời điểm này á, chú có thể là cộng chung vô giùm cho con luôn. Là khi mà mình xịt cái bộ ba dưỡng đọt á, thì mình cộng chung với con là ba cái loại, hai cái loại sâu rầy này. Đây là cái chai là mảnh tướng diệt sâu bọ nhện, kết hợp đó là cái chai mảnh tướng diệt nhện. Thì đối với cây mít thì nó có hai cái loại này thôi. Những cái loại sâu hại này nó tấn công thường xuyên vào con cây mít của mình trong cái thời gian mà cây sinh trưởng cũng như là cái cây của mình nó đang đi cơ đọt, thì nó sẽ con nhện đỏ nó sẽ làm cho cái cơ đọt của mình nó teo lại, nó quắn quéo, thì cái đọt của mình nó không có lớn, nó không có nở to, thì khả năng quang hợp cái cây của mình yếu, thì lúc đó cái quá trình sinh trưởng của nó diễn ra không được hoàn toàn, không hoàn thành, tại cây của mình nó cũng đứng, cũng bị nghẹn trở lại. Thì và kết hợp đó thì ở trong cái thời gian mà mình xịt á, là lúc này là thời tiết ống mưa bất chợt, thì cộng chung vô giùm con luôn là cái chai siêu kemono này để cho nó là thấm sâu nhanh, kiểu như bám dính á, nó thấm sâu nhanh, cái độ lon chảy mạnh, nó sẽ bám chặt những cái hàm lượng thuốc của mình khi mình xịt á, nó bám sâu vào trong cái lá hơn, chống cái tình trạng mà bị rửa trôi sau khi mình xịt thuốc á, là nó bị mưa. Mưa thì nó sẽ bị rửa trôi thuốc, thì mình cộng chung cái chai siêu kemono này vô là nó sẽ thấm sâu, thấm nhanh hơn. Nó chống lại cái tình trạng mà sau khi mình xịt đó là bị nước mưa nó rửa trôi, cái hàm lượng thuốc của mình nó giữ được lâu hơn. Thì lúc đó thì làm cho cái cơ độc của mình nó ra được đồng đều, đồng loạt hơn.
nó không có bị gỡ trôi thì nó giữ lại hàm lượng thuốc nó cao hơn.